trong vòng vườn nha. Trong này đẹp hơn này nhỉ. Ông xã thì chuyên đi làm hay làm gì để ý đến vườn đúng không? Toàn em làm. Toàn em làm á. Ông có biết gì đâu, giờ có nói ổng. Hello, em xin chào chị và con cô bác nhá. Dạ vâng, em kênh thương hiệu Lộc Ngạn TV xin chào tới tất cả các bác nhà vườn trong Tây Nguyên nhá. Ngoài có một số rồi, bên trong này đẹp hết rồi đây. Dạ vâng, đây sẽ xem thời điểm quay video cho các bác đây. Đang là 12 giờ 28 phút thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2024 của dương lịch các bác nhé. Âm lịch hôm nay là thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2024 của âm lịch các bác. Mời các bác tham khảo một vòng vườn của nhà em gì nhỉ, Phương à? Ở đây là Phương, cho anh hỏi tí nhỉ. Chào các bác qua quan tí đi nhỉ. Bỏ hết khăn khổ ra thế nào, chết thôi. Bịt kinh khủng cái này. Nay em vào thăm vườn của em, chào đó. Dạ em chào tất cả các bác nha. Chào em nhé. Em cho anh hỏi là khu em đang sinh sống và làm vườn này là ở thôn xã nào? Và em tên là gì cho bà con cũng biết chứ này. Dạ em tên là Phương, ở thôn 6, xã Tân Tiến, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk. À đây vẫn là xã Tân Tiến à? Dạ. Ừ rồi, cảm ơn em. Thì cái vườn này năm ngoái là có được mùa không em? Dạ bông nó ra ít lắm. Bông ra ít à? Dạ. Vườn này được bao nhiêu cây? Em cho ăn năm đầu tiên á. Năm ngoái mới cho đầu tiên á? Dạ. Năm ngoái năm thứ 3, năm thứ 4 này. Vải này 4 năm à? Dạ. Ôi to thế nhỉ. Vườn này trồng được bao nhiêu cây em ơi? Dạ 438 cây. 438 cây các bác. À năm ngoái bắt đầu mới cho bói thôi mà ui giời ơi cây to lắm. Đây các bác nhìn này. À, họ thường thường là 3 năm cây như này là họ bắt rồi. Em bỏ 1 năm em không bắt đúng không? Đúng rồi, năm đó em kêu là thôi thấy nó đang lực nó đi tốt đó, nên là thôi để bỏ luôn. Tốt lắm. Cái này gọi năm thứ tư mà tốt thế này, sợ thật. Vườn này mà năm nay mà đạt thì phải 20 tấn. Đâu mà dữ. Chả thế. À nhưng mà có đây này là hơn 100 cây thanh hà. Hơn 100 cây thanh hà nhỏ. À cây đó là 3 năm. À, là toàn nó nhỏ. Ừ. Còn lại một hơn 100 trứng. Chắc cái đó gọi là trứng. Gì? Trứng trắng chắc. Quả nó to, năm ngoái có quả? Không, năm ngoái nó lú ra xong rồi sao, chắc nó không lạnh hay sao nó nghẹn luôn. Dạ, dạ, dạ. Cái này khoanh là cũng toàn bộ khoanh từ tháng 8 hết phải không? Dạ, cái nửa này là mới khoanh hết ạ. Cái này mới khoanh ạ? Dạ, ý là cũng mới khoanh nha, hồi đầu tháng 8 ấy. Tháng 8 âm ấy nhỉ? Dạ. Năm âm thì hôm nay hai mấy rồi chứ? Hai mấy là dương. Dương lịch mấy, hai mấy? Âm hai mấy sao? Dương hình như nó kém hơn hai ngày, chắc 20. Âm chắc 20. Chắc thế. Ừ, âm 20. Âm 21 thì. À, xem vết khoanh, cái này chắc khả năng khoanh cũng chưa đầu mấy ạ. Anh nhìn chưa ăn thua đâu. Vết này chắc không được 5 ly đâu. Vết này chắc khoảng độ tầm 4 ly thôi. Em khoanh cưa là khoanh gì vậy? Em khoanh bằng cái dao á. Cái dao nạo à, tới này. Con dao nạo thôi em bảo chủ cho anh đấy à? Ừ, dạ. Đâu cái dao đấy hình như nó ốp vào như là xong em xoáy phải không? Ý là không, mình cạo theo từng đường này chứ. À cái cạo của em. Dạ. Cái đấy nó kiểu như cái chữ U ấy, cạo đúng không? Anh xem của em ở trên Facebook ấy. Đây này em ơi. Đây này. Em phải nhìn này đây này. Đây là liền nhé. Đây này, đây này em không khoanh lại đi. Cái này mà sao hôm bữa đi kiểm tra vết khoanh mà sao lại vẫn trà sót nó chứ. Cái này là phải trà cho em, cái này đi. Phải trắng hết ra đây, cái này mới cào lại hết một lượt đi. Cái này phải trà trắng hết chứ mà sao lại vẫn sót chứ. Cái này chui hoa mắt có khi sót cây. Cái này em phải làm lại hả? Vì anh thấy trông như này thôi. Vẫn có chỗ liền. Vẫn chỗ liền chỗ xanh. Những chỗ này thì được. Cây vật lá xanh lắm, chưa ăn thua. Là như cái số này là mình không bơm thuốc được hả? Cái này bây giờ phơm ức chế ủ hoa thôi. Là xong em đi, xong em kiểm tra, em đi làm lại vết khoanh, dỗi làm lại hết vết khoanh đi. Vì cái lá này của em là cái lá này là của em, lá nó già em hiểu không? Cái lá này già lắm, mà không cẩn thận là nó bung đây này, nó tươi như này này. Cái này là hôm bữa là do em bệnh phát cỏ này. Đây này. Xong rồi cái là không có thời gian đi đây là đang đúng rồi thì cái là nó đi lọc
lú. Nó lú xanh, nó bắt đầu vừa rồi là em mới 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 đi kiểm tra lại là bây giờ nó lại bắt đầu hơi ngủ lại rồi này. Còn hôm bữa là nó xanh luôn. Đấy là em vét lại đúng không? Dạ. Đó, đúng rồi, nó xanh luôn là do mình kiểm tra trễ. Đây đây này, cái này là của nó là không xuống này. Kiểm tra trễ quá rồi cái vườn này là chắc là em phải ấy thôi. Vườn này em phải xử lý lại hết đi. Ui chỗ này phẳng thế nhỉ. Ui vườn phẳng lắm các bác ạ. Phẳng lư luôn. Đây là có huyện Cà Long Bắc rồi nhỉ. Huyện Cà Long Bắc. Trên này có trồng sầu riêng nhiều. Dạ, trên này cái khu bên này dân họ trồng sầu riêng nhiều lắm hết. Ừ. Em có trồng không? Dạ không. Ui cây to lắm. Chứ thôi cái vườn này mà có quả thích. Làm trái đầu tiên này năm nay là đẹp. Bật đọt này. Cái lá già lắm. Năm ngoái là em khoanh bánh tẻ. Bánh tẻ thì khoanh sớm. Trời nắng quá thì nó cũng không ra luôn. Không phải đâu, có nghĩa là cái thời điểm mà trong này Tây Nguyên này cứ khoanh làm lọc 2 hoặc lọc 3, nhưng mà cứ cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch này được khoanh này thì thoải mái kịp mà. Năm nay em khoanh lá già hơn năm ngoái này. Đúng rồi. Nhưng mà lá khoanh này là có già quá không? Lá này thì lúc khoanh là cũng là vừa đó, có cây vừa có cây già. Những cái lá mượt mượt như này là lá vừa vừa này. Cái này nó như này mới gọi lá già. Đây này. Cái lá già nó khoanh nó không sướng, nó đen xì này này. Đấy. Còn những cây này thì cái lá của nó là lá này là chưa được già mấy, em khoanh nó mới đỏ lên như này. Đấy. Vậy là mình nên khoanh lá loại nào là... Nếu mà khoanh sớm thì em khoanh tầm lá nó như này này. Đấy như này hả? Ờ, nếu mà khoanh sớm, ví dụ khoanh tháng 7 là em phải khoanh như này. Từ giữa tháng 7 đổ ra thì em khoanh như này. Nhưng mà vừa rồi là em khoanh tháng 8 là phải khoanh lá già như kia hay sao? Không, cũng không nên khoanh lá già quá, nó vừa tầm thôi. Vì nó già quá ở trong này bọn em là nó ấm, nó hay bật lọc. Đây những cây này xanh mướt này. Cây này ban sau lá lọc mà xanh. Vết khoanh của em gọi là ấy đâu, chưa ăn thua gì cả. Ở đây có hay mưa không? Mưa suốt chứ, chuẩn bị qua tháng 10 này là mưa suốt. Thế thì bọn em đợt này phải theo anh thì đợt này em phải xử lý hết vết khoanh lại. Xong bắt đầu em phun ức chế ủ hoa lại thôi thì mới thoát được ở tháng 10 được. Cái vườn này em để như này mà đến tháng 10 nó mưa suốt thì khoảng độ cái vườn này chỉ khoảng độ tầm chục ngày nữa thôi là bắt đầu đi đọt. Vì anh thấy nó không, cái đầu của nó bắt đầu nó tươi lại. Em để ý cái đầu này nó như này này, cái đầu đọt nó như này nhá. Nhưng mà đây này. Đây nó đi đọt này. Cái số này là hôm bữa nó cũng liền này này, em làm trễ ấy. Đúng, làm trễ đây. Nó mạnh quá là mình bận quá không có thời gian đấy. Ấy. Cái nào nó dài quá thì ngắt đi cho đỡ xấu. Và đừng có phun trệt lọc nhé. Phun này em kêu là để bữa nào em đi làm tán rồi làm cành rồi cái ngọn nào mình đi lọc dài thì ngắt. Cái này bây giờ chưa cần phải tỉa đâu cả nó. Vườn này mà nó đang như này em tỉa là nó bật lọc. Ừ, cứ để nguyên như vậy đi đến tầm tỉa tầm giữa tháng 11 âm đổ ra là em tỉa được. Ý là em đứng là mình tỉa đi để cho nó tập trung vô cái cành nào mà. Không, bây giờ nó tỉa nó tập trung nó lên đầu bông này, nó lên đầu đọt này này. Mình để như vậy để cho nó chia đều cái dinh dưỡng ở cây ra, bật đọt rồi em. Lần này mà em cứ để ngấm ngầm 10 ngày nữa thì đi hết rồi đến lúc là phun lại nó mệt. Mà bây giờ trở đi là còn chỉnh sửa được em. Sang tháng 10 mà nó đi đọt là tỷ lệ hoa là kém. Ừ, tỷ lệ hoa sẽ kém. Nhưng mà như cái đọt này là như mình kiểm tra xử lý lại vết khoanh là để vậy thôi chứ còn tự nó khô nó đủ kiếm không? Đọt cũng ngắn mà. Ừ, không này, cái này không phải trượt đọt. Mà có nghĩa bây giờ em xử lý vết khoanh phun ức chế thôi và ủ hoa vào thôi. Cái này bật cái đọt đấy. Nhưng mà cái đọt này là mình cũng cần, nếu có thời gian thì bẻ không có thì thôi kệ nó. Ờ kệ nó thôi. Ừ. Rụng không? Dài quá mà. Không, rụng thì lại phải phun trệt lọc thì mới là rụng được cái lọc này. Này đứng thôi à? Chỉ đứng thôi, nên là những cái này nếu mà dài như này em muốn phun rụng là phải phun chặn đọt. À phun trệt lọc, phun nặng. Nhưng mà nó đứng thì sau này cái số này nó có ra bông được không? Có chứ, nó đứng được là nó ra được. Còn nếu mà nó cứ tươi như này thì khó dám. Cái đầu này của nó là chưa phải là thời điểm. Đấy như này. Cái số này nó sung quá này, cành sung. Nó mập ấy, rồi nó liền ấy. Vườn này các bác ạ, vườn này nó ra một số nó hồi xanh, cái lại những cái vàng này là khoanh lá nó hơi non, còn những cái số kia cả khoanh trước kìa là những cái chỉ cần nhìn trên màu lá là đã biết rồi. Cây nó xanh đen lại là bắt đầu nó đang hồi lại. Sau quá trình một thời gian khoanh nó chỉ khoảng độ tầm 20-25 ngày đổ ra thôi, cây nó hồi lại và nó chuẩn bị liền. Còn để nuôi thân nuôi gì đâu.
430. Cái này là anh đi xuống cái đường hồi nãy này, giờ đây mới là đi lên này. Hả? Đây mới là đi lên. Đi lên trên này. Chịu khó ghê, vườn sạch sẽ lắm. Ui, mưa sao nước ngập đây à? Mưa mấy chỗ này hơi trũng. Không có ngập nhưng mà nó đọng nước rồi. Đọng nước rồi. Vườn này ở đây đất cát này làm dễ rồi, cái đất này làm dễ lắm. Đất này tốt. Đất này trồng vải hợp lý rồi. Ui dồi. Lúc này bảo 300 bốn mấy cây à? Dạ, 438. À 438 cân, gần 500 cây các bạn. À đổ một mấy cây. Ui dồi, cây to lắm. Đây sang bên này, ui dồi, tít bên này nữa luôn này. Gái Đắk Lắk Tây Nguyên này giỏi làm vườn lắm. Đây này là trứng này. Đây trứng này. Ui trứng lá dài. Lá nó dài, thân trắng. Mà như cái số lá mà như vậy là mai mốt nó đây, lá dài thân trắng các bạn. Thân cây của nó trắng này, nó không thâm như đen như vải u đâu. Còn cái cây vải của u trứng nó như thế. Cái này nó là chín vào tháng mấy? Dạ. Chín vào tháng mấy? Cây này á. Hả? Nó chín trước cái hồng tầm khoảng 15 ngày á. Là năm ngoái là nó à, thế là trứng trứng gọi là trứng trâu thôi, cái này to. Ờ, cái này quả to lắm, đợi đi mua giống cái trái to. Quả to mà nó có cái khí ở giữa quả đúng không? Đúng rồi, cái, đấy họ cho ăn, phải không? Nó trứng trâu. Cái quả thì đẹp lắm. Chủ không biết. Quả thì đẹp nhưng mà cái quả này ăn nó không ngon mấy. Nó cũng to. Quả này ăn nó hơi nhạt nhạt, hơi hôi hôi tí. Mà như cái loại lá này là sau này mà nó trổ bông thì cái tỷ lệ mà nó đậu trái tốt không? Được mà không sao đâu. Quan trọng không? Quan trọng nhất là mình khoanh ấy, nó đừng nó để nó ra hoa nó khỏe quá rồi nó ra cái ra cái bông nó dài quá ấy, phải không? Nó kiểu cái 40-50 phân đấy. Tỷ lệ nó ra bông mạnh nhà. Ừ. Năm ngoái thì đầu kim hơn, đầu kim yếu. Đầu kim thì ở trong này hơi yếu. Nói chung là vườn bên này đẹp. Mập mập. Đây cái loại này cũng được. Bên này toàn u trứng. Hơn 100 cây trứng. Là như cái dàn cành này là mình có phải tỉa thoáng hơn nhiều không ta? Cái này à? Dạ. Cái này thì như những cây này thôi thì cũng bình bình, có những cây này dặm này. Cây này dặm em cứ nhìn em biết ngay. Cây này thì vừa. Ý là như đây là con phải tỉa thêm nhiều không? Như này chả cần tỉa mấy đâu, tỉa qua đâu. Vì nó có cái gì đâu, đây này, có đây ở là... đây. Đây nó có cái cành như thế này thôi đây. Cái người bày là tỉa hết cành thì để đầu đi ba cành thôi. Đúng rồi, nhưng mà có nghĩa là mình tỉa như này thôi. Đấy. Thế thôi. Đây đây. Vậy thì vẫn để nhiều nhà. Vẫn đảm vậy. Có một số em tỉa rồi thì nó lại thoáng hơn nhiều. Nhưng mà cũng không cần đâu vì cái vải sớm này nó không phải là như vải ấy. Đâu mình vẫn tỉa nhưng mà tỉa vừa vừa thôi. Cái vải u này nó khi ở đây ở trong này nó nắng là lá vẫn phải đủ vào. Khi nó nắng là cái đầu quả nó cúi hết xuống. Đấy nó còn chỉ chỏng một ít cái lá bên trong này này. Đây, ví dụ bây giờ anh vít nó xuống như này này. Đấy nó chặt hết cái thân ra như này này. Cái thân nó có lá để cho nó mát thân như vậy. Bên này là cái số mà em làm cành rồi này. Ừ. Là như này thưa quá à? Như này thì hơi thưa. Hơi thưa hả? Ừ. Đây em tỉa thẳng hết ra đầu cành rồi đâu. Đây đây. Dạ. Tỉa vóng hết lên như này sau này khó. Cành tăm thì tỉa hơi thưa nhưng những cành này để hơi dày. Những cành này thì em... Như cành này cắt đi được này. Và trong này có mấy cành này cắt đi được này. Cành này cắt đi này. Mấy cành nhỏ nhỏ bằng ngón tay kia lúc nào nó cũng bé hơn và nó tỉa dài kia là em cắt đi kìa. Đấy tỉa ra hết những cái cành đây. Đâu có nghĩa đúng rồi. Có nghĩa là sao làm trái ăn trái xong bắt đầu mình tạo tán. Cắt tỉa ít cái cành bằng ngón tay cột cái quay lại tỉa hết đi. Trong này là hồng nữa này. Trong này đó. Nhưng mà một số này là tính ở phía ngoài giáp bên đây thôi. Làm giỏi này chịu. Mấy trăm cây vải. Mày bắt cái gái mày bắt ra cho mấy trăm cây vải này khéo bỏ chồng mất. Mỗi nhà làm nhiều không? Ngoài Bắc thì có ít vải thôi nhưng mà đàn ông làm thôi. Mỗi lần trước quay thấy bạt ngàn nhưng mà đi núi mà. Ngoài quán anh thì nhiều vải nó bạt ngàn nhưng mà chia nhau ra chỉ có người trăm hơn trăm cây vải thôi. Ít vậy thôi á? Thế thôi. Xem video mình kêu bố xong rồi bắt mỗi người quả đồi như sao á? Không phải đâu. Không thế đây đâu. Đây này là hồng hết nè. Đây này u hồng hết. Đấy u hồng nó tròn lá ngắn thế này. Cây khỏe lắm. Số này cũng làm cành hết ở đây. Như thế là được rồi. Đây em kiểm tra vào là những vết khoanh này chạm hết rồi.
Đây đây. Nặn hết xuống. Rồi, đó là cây đi sót rồi. Đây đây. Liền đây là liền xuống mép dưới rồi nhá. Có nhét một cái xanh này này. Để làm sót một cái cành bên đó đó. Bên này trà lại bên đây này. Bữa làm mà chui chui vậy mà sót luôn một cành một hàng luôn. Đúng không? Chui 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 bị sót một hàng. Em làm nhiều cây này em phải làm theo hàng thôi. Đừng có đi làm lung côm. Không, ý là em đi làm theo hàng nhưng mà em chui nó hoa mắt rồi chui được hàng. Trời ơi. Còn mình mấy trăm cây vải này thuê được rồi. Ôi các bác ạ, vườn này thì nói chung là lá lọc ok các bác. Vườn này lá lọc ok, rất rất đẹp. Bị nấm nhung thôi, vườn này bị nấm nhung mới lại tiện em dòng này phun cho một lần đây là bệnh. Nấm nhung phun ức chế của hoa đây là được thôi em. Cái này là em chắc khuyên em là đi xử lý lại hết cái khoanh nó. Mai thì phải làm. Là luôn đi, không là mưa này rồi đến lúc con em không làm được đâu. Cái này em kể có cái cưa hay cái vét đó em cứ giật thôi. Đúng không? Dạ nhưng mà không có cái đầu trà quá sao bằng cưa á, cái là mình trà lại mà nó trắng thì thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi dặn cho mình trà sót á. Đấy. Làm nhiều quá ho mắt. Ôi, tốt nhất là cứ đi làm từng hàng một, nó nhiều cái này em làm đến lúc đang ở cây nọ lại sang hàng cây kia là nó nhầm, nó lẫn rồi. Lẫn cành mình nhìn ở gốc có bao nhiêu vết khoanh là mình biết thôi mà. Có cái này tươi nó bật lọc. Thôi vườn này phun vào là được thôi. Xong em đi xử lý lại hết vết khoanh là thôi thôi. Vì tháng 10 ở đây nó mưa nhiều rồi. Và đến lúc là không xử lý đâu. Cái đấy là nó vào tháng em phun 2 lần 15 ngày một đợt. Đợt này em phun thuốc của anh ấy. Em cứ phun đi xong thì còn là tầm 10, 23 ngày sau chụp ảnh ở cái đầu này này. Em chụp ở trên những cái đầu này xem nó có tươi không như nào mới vết khoanh nữa. Chỉ cần gửi như vậy cho anh xem màu lá mới lại đầu lọc mới lại vết khoanh như vậy là anh biết thôi. Ừ, vườn này như này em phải xử lý rồi, không được đâu. Ý là cái số những từ nay mà đến khi mà mình để cho nó đi hoa là khoảng như bơm mấy lần ủ hoa là được. Còn là một tháng mình phơm hai lần thì về tháng 10, bây giờ bơm một lần này rồi thì đến tầm giữa tháng 10, 15, tầm giữa tháng 10 bơm một lần đi. Thì và sang đầu tháng 11 là bắt đầu phun một lần nữa xong là bơm khoảng 1-2 lần nữa thôi thì là bắt đầu phun bơm phân hóa màu hoa rồi. Tính tạm 4 lần này. Chắc tầm 3-4 lần nữa. Năm ngoái bơm 5 lần. Không bơm tầm đấy đâu, cứ 15 ngày bơm một lần, không phải bơm nhiều đâu. Bơm nhiều nó tốn kém, cái vườn mình nó nhiều cây và mình phun nó nhiều này. Mà vườn này tổng hết ngày mới phun hết 3 phi đấy. Tính là 3 phi là dưới này nha, có một cái số nhỏ này. Cái là em bơm phi mà như bơm củ hoa bơm đồ thì mình bơm nhưng mà kiểu cũng không được kỹ, chứ còn nếu như bơm thuốc thì chắc nó cũng nhiều chứ. Trời ơi, bơm ủ thì vẫn phải bơm đủ chứ, ba phi làm sao đủ được. Vậy cái này là bơm được mấy phi? Vườn này em bơm thấp nhất phải có tầm 5 phi, rẻ cũng phải có 5 phi. Okay. Cây to này 40 cây, em cứ tính 40 cây một phi. Rồi xin thông báo cho các bác nghe, thời điểm này là trong Đắk Lắk Tây Nguyên của các bác ấy thì là bắt đầu nó bước sang tháng 10 âm lịch này là bắt đầu nó mưa nhiều, là mùa mưa rồi, thì cho nên các bác hãy cố gắng xử lý những cái cây nào nó hiện tượng bật lọc, sửa lại vết khoanh và phun ức chế ủ hoa luôn nhé, không kịp thời gian nữa đâu các bác. Nếu sang tháng 10 nó mưa miết là các bác không phun được là nó hỏng hết. Tháng 10 mà vẫn bật lọc là tỷ lệ sẽ kém các bác nhé. Thế cho nên các bác xem video này thấy hay hữu ích thì cho em xin like, đăng ký, chia sẻ cho kênh Thương Hiệu Lộc Ngạc TV nhá. Rồi chào bác Phương ơi. Dạ. Xin chào nhá.